Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sau thời gian đàm phán và nỗ lực, ngày 18 tháng 9 vừa qua, công ty cổ phần truyền thông tương lai Việt Nam On Media đã thỏa thuận và chính thức là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan 2019-2020 tại Việt Nam. Theo đó, VTV Cup và HTV sẽ truyền hình trực tiếp đầy đủ 27 trận còn lại của mùa này của Herenveen, cùng với một số các trận đấu hấp dẫn khác như là của Ajax Amsterdam hay là của Feyenoord. Sau khi cập bến đại bản doanh của SC Herenveen, Đoàn Văn Hậu có 2 ngày để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9. Như vậy, Văn Hậu sẽ có 2 ngày là ngày 20 và 21 tháng 9 để tập luyện cùng với đồng đội trước khi đội bóng của anh có trận đấu ở vòng 7 diễn ra vào ngày 22 tháng 9 ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trước đó thì Văn Hậu được câu lạc bộ SC Herenveen cấp cho một căn hộ tiện nghi và một chiếc xe riêng. Tại Hà Lan thì chiếc xe này có giá bán khoảng hơn 40.000 đô, tương đương với một tháng lương mà SC Herenveen trả cho tân binh đến từ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu cũng là một trong những cầu thủ được đãi ngộ tốt nhất ở Herenveen. Mức lương mà anh nhận được trước thuế là khoảng nửa triệu đô một năm. Trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2019-2020 của SC Herenveen, chỉ có 3 cầu thủ nhận lương cao hơn tuyển thủ Việt Nam. Thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn đó là thông tin Hà Nội FC đã trở thành nhà vô địch sớm 2 vòng tại V-League 2019. Ở trận đấu sớm tại vòng 24 V-League 2019 diễn ra vào chiều ngày hôm nay 19 tháng 9, Hà Nội đã đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 bằng pha lập công của Thành Trung, qua đó chính thức bảo vệ thành công chức vô địch. Đánh giá về chiến thắng vừa đủ của Hà Nội trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh đã cho rằng đội bóng thủ đô đã lựa chọn phương án nhân sự và đấu pháp hợp lý để giải quyết được trận đấu mà không tốn quá nhiều sức. Trước tiên chúng ta chúc mừng Hà Nội với chức vô địch này. Một mùa giải vất vả hơn so với năm ngoái nhưng cuối cùng họ vẫn giải quyết được. Còn về trận đấu thì hôm nay Sông Lam Nghệ An thi đấu không thực sự máu lửa, thiếu quyết liệt và có lẽ là họ không có nhiều tham vọng cho vị trí trong top 3. Cộng với việc thiếu người, chấn thương cho nên là thành ra tinh thần thi đấu không được cao như trận đại thắng Bình Dương ở vòng trước. Phía Hà Nội cũng không dồn quân lên để chơi áp đặt thế trận, tránh mất sức cho một số trụ cột và lựa chọn cách chơi giải quyết trận đấu theo tình huống. Lối chơi này giúp họ không mất quá nhiều sức, các trụ cột có thể được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho đàn em và cuối cùng thì 3 điểm đã thuộc về đội bóng có tham vọng và chơi hợp lý hơn. Đặc biệt, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng Quang Hải và các đồng đội sớm vô địch V-League sẽ tốt cho đội tuyển quốc gia. Các trụ cột của Hà Nội đồng thời cũng là những thành viên quan trọng ở đội tuyển. Việc họ có thêm thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo phần nào bớt gánh lo. Việc Hà Nội vô địch sớm trước 2 vòng vừa là niềm vui của đội bóng thủ đô, vừa là niềm vui cho đội tuyển quốc gia. Ai cũng biết là lực lượng của họ đóng vai trò như thế nào ở trên tuyển. Các trụ cột của Hà Nội sẽ có cơ hội được nghỉ ngơi ở những trận đấu cuối tại V-League, qua đó tạo ra thêm sự thuận lợi cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và thậm chí là cả SEA Games 30 nữa. Chỉ có một điều nên lưu tâm, đó là việc bây giờ chỉ còn 2 trận cuối ở V-League. Hà Nội đã giành được ngôi vương và nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Dù vậy, mong rằng là họ vẫn giữ được tinh thần thi đấu, tránh tạo ra những trận đấu hời hợt ảnh hưởng đến hình ảnh của chức vô địch mà đội bóng đã rất vất vả để giành được. Quan sát trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội vừa rồi thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cũng không quên nhắc đến việc đội chủ sân Vinh có rất nhiều cầu thủ trụ cột sẽ đáo hạn hợp đồng trong mùa giải năm nay. Theo ông thì rất có thể xảy ra tình trạng cầu thủ chủ động đá giữ chân ở cuối mùa tránh chấn thương để tìm được bến đỗ mới. Đây sẽ là vấn đề nan giải mà đội bóng xứ Nghệ cần sớm làm công tác tư tưởng, lo chuyện hợp đồng, nếu không sang mùa sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trở lại với thông tin của đội tuyển Việt Nam. Như tin đã biết thì trung vệ Quế Ngọc Hải đã gặp phải chấn thương khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Trong trận đấu cuối tuần trước giữa câu lạc bộ Viettel gặp câu lạc bộ Hà Nội thì trung vệ Quế Ngọc Hải đã không thể ra sân do gặp phải chấn thương sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Pha va chạm của đội trưởng đội tuyển Việt Nam với Thitipan Puongchan ở bên phía Thái Lan có vẻ mạnh hơn dự đoán, dẫn đến chấn thương không nhẹ cho Ngọc Hải. Huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên của câu lạc bộ Viettel sau đó đã trách móc VFF vô trách nhiệm với chấn thương của cầu thủ
trong lúc làm nghĩa vụ ở đội tuyển. Ngay sau đó thì VFF đã liên hệ với bộ phận y tế của câu lạc bộ Viettel để xác nhận tình hình và đồng thời có biện pháp khắc phục. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cho biết là Ngọc Hải đã có thể ra sân tập nhẹ cùng với các đồng đội. Ông Biên cho biết là trường hợp của Quế Ngọc Hải, cậu ấy đã tạm ổn và bắt đầu tập nhẹ. Tuy nhiên thì tôi vẫn chưa thể khẳng định là cậu ấy có thể ra sân ở vòng V-League tiếp theo được hay không. Chúng tôi phải chờ xem là bác sĩ kiểm tra như thế nào và có thể thi đấu được hay không. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Malaysia còn khoảng hơn 20 ngày nữa sẽ diễn ra. Và rất có thể chấn thương của trung vệ xứ Nghệ khi đó đã hồi phục hoàn toàn và đủ sức ra sân trong đội hình xuất phát. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là sẽ cảm thấy rất vui mừng vì chấn thương của cậu học trò cưng đang có chiều hướng tốt dần lên. Trong bối cảnh mà thiếu vắng Trần Đình Trọng, chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn là không muốn thiếu thêm Ngọc Hải ở trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu vào ngày 10 tháng 10 sắp tới là Malaysia. Họ cũng đã có rất nhiều sự thay đổi để chuẩn bị cho trận đấu này. Vậy Malaysia đã thay đổi như thế nào trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam? Lâu nay bóng đá xứ Mã vốn nổi tiếng nhờ lối chơi dồi dào thể lực cùng với tốc độ ở các pha tấn công biên so với mặt bằng ở Đông Nam Á. Hiện tại đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chen Ho còn phát huy tốt hơn ưu điểm này nhờ sự xuất hiện của dàn cầu thủ nhập tịch. Tiền vệ cánh trái của họ chính là Mohamadou Soumaré, người gốc Gambia, và hậu vệ cánh phải là Matthew Davi, gốc Australia, là những người có đóng góp rất lớn trong các pha tấn công biên của Malaysia. Hai cầu thủ này có tốc độ. Mohamadou Soumaré thường có xu hướng đi bóng từ biên bó vào trung lộ rồi dứt điểm khá hiệu quả, trong khi hậu vệ phải Matthew Davi thì lại leo biên rất tốt và tạt bóng khá chuẩn. Những cầu thủ vừa nêu trên đều có những đóng góp quan trọng trong các bàn thắng của Malaysia ở hai trận vòng loại World Cup vừa qua gặp Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Riêng Mohamadou Soumaré trực tiếp ghi hai bàn, còn Matthew Davi cũng thực hiện hai đường chuyền quyết định trong tổng số 4 bàn thắng của Malaysia ở hai trận đã qua. Đó chắc chắn là những cầu thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải dè chừng. Nguyễn Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải sẽ thường xuyên đối đầu với Mohamadou Soumaré, còn Đoàn Văn Hậu ở bên cánh trái sẽ có dịp chạm trán với Matthew Davi. Trọng Hoàng từng có những cuộc đối đầu tương tự với Soumaré ở AFF Cup 2018. Dù đội tuyển Việt Nam có chiến thắng chung cuộc sau hai trận chung kết lượt đi và về, nhưng hoàn toàn không thể nói rằng là Soumaré đã chơi tồi ở trong các trận đấu đó. Còn với Đoàn Văn Hậu thì Matthew Davi là cái tên khá xa lạ, bởi Matthew Davi chỉ vừa mới khoác áo Malaysia từ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thành ra là hậu vệ vừa mới đầu quân cho câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan cần phải có thời gian nghiên cứu đối thủ. Nhưng Malaysia thì lại không linh hoạt ở các tình huống chống phản công, thể hiện qua việc là họ đã thua ngược các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE từ những tình huống mà đối phương bất thần chọc thẳng vào trung lộ của đội bóng xứ Mã. Ở AFF Cup 2018 thì đội tuyển Việt Nam cũng từng ghi hai bàn như thế này, cộng với hàng loạt các cơ hội ăn bàn tương tự ở trận chung kết lượt đi ngay ở trên sân Bukit Jalil của đối phương. Các trung vệ của đội Malaysia xoay sở chậm và dường như không nhanh như chính các cầu thủ tấn công của họ. Yếu tố này có thể khiến cho đội bóng xứ Mã bị khai thác nếu như đối thủ đủ tỉnh táo và đủ kiên nhẫn khi đối đầu với Malaysia. Sự lắt léo của những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn ở bên phía đội tuyển Việt Nam luôn là các nhân tố mà Malaysia cảm thấy e ngại, bởi các hậu vệ của họ không phải dạng giàu kỹ thuật, kể cả kỹ thuật thu hồi bóng, chí ít là không so được với các trung vệ của đội tuyển Thái Lan. Do đó, dù Malaysia đang có những bước tiến không ngừng, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng ở một trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia vào ngày 10 tháng 10 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hôm nay ngày 19 tháng 9 cũng chính là ngày mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bắt đầu mở bán vé trận Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Sức nóng của trận đấu được thể hiện rõ nhất khi vé bán ra chỉ hết trong vòng có ít phút. Có 4 loại mệnh giá vé trong mỗi trận đấu để người hâm mộ có thể lựa chọn là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng. Tuy nhiên với việc vé hết nhanh như thế này thì việc giá vé của chợ đen tăng lên là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những ý kiến bình luận của quý vị và các bạn.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.